À, chú chú vàng câu đồ hoa tư, mời hoàng tới một miếng chấm lòng chân tan. Ông mười về chứng tâm tiếp lòng cho thanh đồng, cho họ vương với ông cầu lên mà ước được. Trong xa chung họ phương được thuận lời hoa. Quan hoàng mười trần thù ở trong đất mà Nghệ An, khi về thiên bản hoàng lại lên đô thành. Hoàng mười dù rằng các thanh đồng có đi mô hay về tê, nhớ ngày tỷ việc ở trên công đồng Bắc Lệ thì phải về Bắc ghế bà hầu ông. Chẳng bao nhiêu tuổi ông chẳng chẳng xa, không biết rằng họ vương với ông năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫn đẹp hào hoa, đẹp hào hoa như ngày đang. Ai vô Bắc Kỳ quá nơi xứ Huế mà càng đông đông hà thì tập lầm chờ đông ba cầu cứu ai đỡ bạc mà sông ngân, bởi vì chăm nhớ ngàn thương vì thành đồng họ vương nên ông mười ông phải vương vân vân vương nơi cõi trần, vương vân vân vương nơi cõi trần. Ý ông xa na na, vất vất vả cũng đã nhiều, chứ đông đó xa na na, vất vất vả cũng đã nhiều. Từ nay ông cho lưu trở lại, không kém mai ở trên đời, không kém mai ở trên đời. Biết lòng hoàng băng nơi lại đúng đó, biết lòng hoàng
bang 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 trên nà như bể lại như trời ơn hoàng cái ông đi xin nguyện làm bà tôi cho trọn đời làm bà tôi cho trọn đời cuộc